ông Huynh. Hả? À. Ông Huynh. Chắc tay đi ăn xôi rồi. Chắc đi ăn xôi về. Hay ăn xôi. Huynh Biên. Tại khẩu vị quá hợp. Biên chợ lạng thấy. Hợp khẩu vị. Người ta ăn được không ạ? Ừ. Mình mấy bữa là chán. Mình đâu ăn được, nghe tôi chả thích chứ. Mấy bữa là nóng hết cổ là chán. Tâm á, Tâm anh thấy nó đạp xe đi cùng với này Tú Tùng. Ờ, đi lên thành trường học ấy. Qua nhà Hào vào. Lúc này gặp nó ở chỗ cổng trường học ấy. Huynh thì giọng ông to à? Ừ. Anh cũng ăn to loài lớn. Tướng bảo hôm nay bán lợn mà. Hả? Ở tướng này bảo bán nay bán lợn. Chứ đéo phải đâu, nó đang xuống thì bọn này nó thế cơ. Đéo xuống đâu. Vẫn đang làm đi thôi. Thế ông... Mà nó chợ nó kém. Không thấy ông Nhự bảo là nó đang xuống mà. Hôm lên nhà Kiên thì thấy ông Nhự bảo nó lại xuống rồi mà. Kiên mà đá cho con một con này, con lợn quay ấy. Đi giá rồi. Kiên quay phải không? À ấy. Thì ra lên nhà mới. Kiên sắp vào nhà mới không? Vâng. Ăn cao anh em. Khao đội thợ. Chứ nhà mới hắn lên rồi mà.